ngươi là ai? Tại sao đi theo ta? Là ngươi? Ngươi nói chúng ta là một bọn sao? Ngồi Thiếu Phong, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta tin ngươi bị chứng mất trí nhớ đó sao? Ngươi đừng có tưởng làm như vậy là có thể nuốt trọn số tiền thù lao đó. Ngươi nói tiền thù lao gì? Ta là Lý Thành. Ngươi thực sự không nhớ gì sao? Ta không nhớ gì hết. Ngươi nói cho ta biết thực ra chuyện này là như thế nào. Ta bỏ đi. Tóm lại là chúng ta đều muốn làm rõ chuyện này. Ta là Lý Thành, trước giờ giúp ngươi nhận những mối làm ăn. Nhận mối làm ăn? Mối làm ăn gì? Chứng mất trí của ngươi cũng nặng thiệt. Đương nhiên là tìm người đi giết người rồi. Chỉ cần có người trả nổi tiền, ta sẽ đi liên lạc. Còn ngươi phụ trách giết người. Lẽ ra chúng ta luôn rất bình yên vô sự, cho đến khi trước Tết Đoan Ngọ chúng ta nhận một vụ làm ăn lớn. Lần này người chúng ta phải giết là Tấn Dương Chu Cương, theo như kế hoạch của chúng ta. Nhưng lúc ông ta ngồi thuyền Nam Hạ đi đến nửa đường thì cho thuốc nổ nổ chết ông ta và cả con thuyền. Chúng ta đã quyết định giấu thuốc nổ trong bụng cá tầm lông. Hai ngày trước khi lên thuyền, ta nhớ là ngày 22 tháng 5, ta định là sẽ đi lấy ngân lượng trước. Nhưng mà ngươi đã đi trước ta một bước để nhận tiền. Lúc lên thuyền ta đã hỏi ngươi, ngươi nói chờ sau khi hoàn thành công việc thì sẽ lấy số ngân lượng ra chia. Ta không muốn gây thêm rắc rối, chỉ có thể tạm thời tin ngươi. Đêm ngươi cho chuẩn bị làm nổ chiếc thuyền, không ngờ ngươi lại tán tận lương tâm muốn giết cả ta. Cũng may ông trời có mắt, ta đại nạn không chết. Những gì ngươi nói đều là sự thật sao? Ta gạt ngươi thì có ích lợi gì? Không lẽ ngươi đã quên luôn chiếc nhẫn ngọc đó sao? Trước giờ chúng ta dùng nó để đưa tin cho nhau. Chúng ta còn hẹn lần sau gặp vào ngày 14 tháng 7, quán trọ Duyệt Lai. Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi sao? Ta không cần biết là ngươi mất trí thật hay giả. Biết điều thì ngươi hãy đem số ngân lượng đó ra đây chia cho ta. Còn nữa, đừng hòng là giết người diệt khẩu nha. Ta đã viết lại toàn bộ tội chứng của ngươi hành thích Tấn Dương. Nếu như ta có mệnh hệ gì, huynh đệ của ta sẽ đến nha môn Cẩm Y Vệ tố cáo ngươi. Nhưng mà ta thật sự không nhớ đã để số ngân lượng đó ở đâu. Chuyện đó ta không cần biết. Tóm lại là ngày 14 tháng 7 ta sẽ chờ ngươi ở quán trọ Duyệt Lai. Tốt nhất ngươi hãy mang số ngân lượng đó trả lại cho ta. Còn bằng không ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Mua sẵn vào tay đi. Thì ra mình đúng là hung thủ đã giết Tấn Dương. Trực ngày 22 tháng 5, 23 nghỉ phép. Tại sao phải nghỉ phép chứ? Không lẽ là để đi lấy số ngân lượng đó? Trung Lương, trong đây ghi ngày 23 tháng 5 ta nghỉ phép. Ngươi còn nhớ chuyện này hay không? Đương nhiên là nhớ rồi. Tất cả huynh đệ đều rất ngưỡng mộ Thiên Hồ đại nhân. Ngài nhận được công việc hộ tống Tấn Dương tới Giang Nam, nên mọi người đã mời ngài uống rượu tiễn đưa. Chúng ta đi đâu uống rượu? Chúng ta đã đến Mộng Hương Tửu Trang. Nhưng mà ngày hôm đó tôi và Đao Mã Đảm đều phải trực. Lẽ ra Thiên Hồ đại nhân cũng phải trực, nhưng ngài nói phải thu xếp hành trang, vì vậy đã xin nghỉ phép trước. Cuối cùng phải chờ đến chiều tối mới có thể đi uống rượu được. Chiều tối mới có thể đi? Tại sao vậy? Trước đó Thiên Hồ đại nhân đã đi ra ngoài, chúng tôi phải chờ ngài về. Tôi còn nhớ đêm hôm đó Thiên Hồ đại nhân đã uống rất là nhiều, còn không ngừng khen ngợi loại rượu đó ngon, và cứ kéo lấy ông chủ Tửu Trang bảo ông ấy dạy ngài cách ủ rượu nữa. Có chuyện đó sao? Mộng Hương Tửu Trang. Ủa Thiên Hồ đại nhân, đã lâu rồi không thấy ngài tới uống rượu. À, ông chủ à, lúc trước có phải tôi có đến đây để học cách ủ rượu không? Đúng là có chuyện đó Thiên Hồ đại nhân à. Có điều là tỉnh rượu ngài để lại đây tạm thời vẫn chưa uống được đâu. Thế tôi thấy phải để trong hầm rượu khoảng nửa năm nữa mới được. À không sao, ta chỉ muốn lấy tỉnh rượu ra xem thử thôi. Cũng được. Tha kiến công chúa, đô đốc đại nhân. Sao rồi? Nghe Tứ Phong đi vào trong quán trọ. Dĩnh Dương công chúa, cô sẽ sớm được nhìn thấy bộ mặt thật của Giao Tiếu Phong. Còn không mau vào trong đó. Khoan đã, đồng chí đại nhân đâu? Đồng chí đại nhân đi quan sát tình hình xung quanh, đang quay về. Thì chức tham kiến công chúa. Lý Đô Đốc, thì chức đã tuần tra kỹ lưỡng, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tin rằng lần này Ngao Thiếu Phong có cánh cũng khó mà bay khỏi. Tiền thù lao ta đã đem đến, ngươi có thể lấy đi hết.
nhưng ngươi phải nói cho ta biết thực ra là ai đã chỉ thị chúng ta hành thích Tấn Dương. Nè, đã xảy ra chuyện gì? Ai đã giết ngươi? Chính bây giờ còn giết người diệt khẩu. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Khoan đã, các người đã hiểu lầm, tôi không giết hắn. Giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn xảo biện. Nghịch tặc to gan, ngươi cả gan dám hành thích được Kim hòa thượng. Các người đã hiểu lầm rồi. Các người tránh ra hết cho ta. Công chúa, công chúa cô thấy rồi đó, Ngạo Tiếu Phong giết người diệt khẩu, hơn nữa còn mua đồ giết vua, đúng là tội ác tay trời. Công chúa hãy nghe, hãy nghe tôi nói. Nghịch tặc này, ngươi dám khi quân phạm thượng, uổng công bổn cung đã tin ngươi. Các ngươi không được tới gần, nếu không ta không khách sáo với công chúa đâu.